tội phạm giết người vượt ngục Triệu Quân Sự bị bắt. Ngày 19 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tên tội phạm giết người mang 4 tiền án và 2 lần vượt ngục cho Cơ quan Điều tra Quân sự Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Thượng tá Phạm Trường Sơn, trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sự trốn trại ra đèo Hải Vân, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều lực lượng vây bắt nhưng không bắt được đối tượng. Vào khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày 18 tháng 6, Công an phường Phước Mỹ đã phát hiện một thanh niên có ngoại hình giống Sự đang ngồi chơi game tại một quán Internet trên đường Hùng Vương thuộc thành phố Tam Kỳ, nên lập tức thông báo cho Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp để tổ chức vây bắt. Khi công an ập vào bắt giữ, trên người Sự không có hung khí và đối tượng không chống đối. Khi bị bắt tại quán game, tên tội phạm giết người hai lần vượt ngục này vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và còn cười. Đặc biệt, theo nhân viên quán Internet nơi Triệu Quân Sự bị bắt giữ cho biết, Sự đến quán chơi game từ ngày 14 tháng 6. Tại đây, Sự lập tài khoản có tên Đức Minh và nộp tiền vào để chơi game. Trong suốt 4 ngày qua, Sự gọi đồ ăn, nước uống và ở lại trong quán để chơi game cả ngày. Mỗi ngày cứ khoảng 8 giờ tối, Sự thường dùng khẩu trang vải để bịt kín mặt và mang kính để đi ra ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại luôn tại quán. Bước đầu tại cơ quan công an, Sự khai nhận, sau khi trốn trại giam T10 vào chiều ngày 3 tháng 6, Sự chạy vào rừng trốn. Tối cùng ngày, đối tượng đã lấy trộm một xe máy hiệu Sirius của một người dân ở tỉnh Quảng Ngãi và cướp giật một điện thoại di động của một phụ nữ làm gác chốt đường tàu. Sau đó, Sự chạy xe mang điện thoại ra thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bán với giá 700.000 đồng, rồi lấy tiền đổ xăng. Đồng thời, đối tượng này cũng khai nhận đã trộm quần và áo quần của người dân để mặc khi chạy trốn. Khi chạy xe máy ra khu vực đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Sự bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi nên vứt xe chạy lên đèo bỏ trốn vào rừng. Tại đây, Sự chờ trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển, đi đến quận Liên Chiểu, rồi vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau đó, Sự đi từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hội An. Khoảng vài ngày sau, Sự vào thành phố Tam Kỳ, vào quán Internet chơi game. Đến 20 giờ tối ngày 18 tháng 6, khi Sự đang chơi game tại quán Internet ở thành phố Tam Kỳ, thì bị công an ập vào bắt giữ. Như đã đưa tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn trại giam T10, quân khu 5 ở Quảng Ngãi vào ngày 3 tháng 6 bằng cách trèo qua tường rào của khu trại giam. Đối tượng này bị Tòa án quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên tuyên án tù chung thân về 3 tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là lần thứ 2 phạm nhân này vượt ngục. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu 1.